Thì mà sao chảnh vậy em? Dạ dạ, dạ em chào anh. Dạ. Chào em. Anh tên là Tuấn. Anh có thể mời em một ly? Em đi có một mình thôi. Con đẩy dép lên tao kìa. Mày mới đi đánh lộn giờ hả? Đánh lộn như mày? Mày khùng thôi. Cho mày xem cái này nè. Đó. Mày hiếp nó hả? Dân tới miệng ăn để cho người khác nó ăn à? Con quỷ.
quỷ này nó dữ thiệt, nó cào rách mặt tao nè. Khốn này. Thì sao? Mày không sợ nhà con nhỏ nó thương mày hả? Tao thách. Nó làm gì có gan dám nói với nhà đó. Mày đây là chuyện của tao, không phải chuyện của mày ha. Tao ghét thằng này vậy đời tao lắm. Sao tao đi Mỹ rồi? Có thể định cư luôn. Mày thích thì tới, còn không thì thôi. Dẹp. Ngọc. Ngọc, nghe anh nói này Ngọc. Tình trốn sâu đáy tim.